Xin chào mọi người. Em quay cho mọi người cây khế bonsai đấy. Cây khế bonsai rất là đẹp luôn. Em sẽ quay lần lượt từng cây một nha các bác nhé. Khế bonsai đây là khế ngọt và trồng trong cái chậu kích thước là 55-60. Đây là hàng cây phân khúc trung bình. Nhà em có cả hàng phân khúc cao tiền hơn, nhưng mà cái phân khúc đấy thì có vẻ là các bác sẽ mua được ít hơn. Em sẽ quay, hôm ngày hôm nay em sẽ quay quay một cái cây này là phân khúc trung bình nhất để cho mọi người thưởng thức này. Cây rất là đẹp luôn này các bác này. Em quay sát gần nhá, em quay sát gần thôi. Hoa đây. Núc lịch luôn. Hoa sai chưa? Và rất là sai luôn. Đây. Hoa rất sai nha mọi người nhá. Hàng này em bán giá bao tiền? Hàng này em thủy bán hàng này giá là 2.5 triệu một cây. Cây này hiện tại em đang đánh giá là cây gọi là em thích nhất luôn. Đập vào mắt em là em thích nhất là cây này. Còn đâu các bác thích cây nào thì là còn tùy vào mắt của mỗi người. Mỗi người có một cái sở thích khác nhau mà không ai giống ai. Thì cây này là em thích nhất. Hiện tại cái cây này là em thích nhất này, em quay nó trước. Em quay sát gần này, cái hàng bonsai này quay kỹ chứ không thể làm ẩu được. Đấy. Quay hàng bonsai của chủ yếu là quay gốc này. Cây này là hàng đã uốn tán rồi, hoa này. Mọi người bây giờ mua từ bây giờ thì về mọi người sẽ chơi từ bây giờ cho đến cuối năm luôn. Mua từ bây giờ là chơi từ bây giờ đến cuối năm luôn đấy ạ. Tay tà cành đã uốn hết rồi, đang mọc rất là nhiều hoa đây. Rất là nhiều hoa này, đó ra đâm rất là nhiều hoa. Đây đây là gốc của nó này. 2.5 triệu một cây nha các bác nhá. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0911451210 giúp em. Bác nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo giúp em nhá. 0911451210, cây rất là ok luôn đấy ạ. Rất là ok luôn nhá. Đấy. Bác nào ưng cái này chốt đơn chuẩn màn hình gửi Zalo, số điện thoại em thủy là 0911451210. Em thủy bán cây này giá là 2.5 triệu một cây. 2.5 triệu một cây thôi các bác ơi. Cây tiếp theo này. Cây này nó rất là đẹp này. Đấy, bóng tán thì ok hết rồi. Chủ yếu là quay cái gốc thôi. Cây này thì bóng tán nó gần như là bóng tán bên trên tán nó, các bạn không còn quan tâm đến tán còn quá nhiều đâu. Tán cây nào nó đẹp như nhau rồi. Bây giờ mọi người chỉ là mọi người thích cái dáng gốc như nào thôi. Và dáng gốc mỗi cái cây nó sẽ lắt léo khác nhau. Thế là mọi người thích như nào thì mọi người lấy cây như thế thôi đây ạ. Đây dễ rồi nhá. Nhìn nó uốn này. Những cái cây này để uốn như này nó không phải là to tướng bao giờ mới uốn đâu, mà cái những cây này là đã được uốn thủ công từ lúc nhỏ rồi. Từ lúc nhỏ là đã phải uốn rồi. Đấy, làm rất là tỉ mỉ để làm nên một cái hàng cây bonsai này là nó rất là tỉ mỉ, rất là nhiều công nhá. Nguyên tiền chậu đã là mấy trăm một cái chậu rồi. 20 40 chậu là chậu 60 nha các bác nhá. Để làm lên một cái cây này mất rất nhiều thời gian, người ta phải uốn từ lúc nhỏ xong là nuôi nó lớn xong bắt đầu mới lại lên chậu. Nuôi nó lớn xong bắt đầu mới lại lên chậu nha mọi người nhá. Thế nên là cái giá hàng bonsai lúc nào nó cũng sẽ nhỉnh hơn. Nó sẽ nhỉnh hơn giá hàng cây công trình. Nhiều bác cứ so sánh cây bonsai với cây công trình mà là ui sao cây công trình nó to tướng rồi giá nó còn rẻ hơn. Thì cây công trình là người ta chỉ được hạ thổ xuống dưới đất và người ta cứ thế tưới nước là để mặc nó là nó lớn. Nhưng mà hàng bonsai này rất là nhiều công. Phải uốn éo để cho nó được đẹp nữa cơ. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210 giúp em. 0911451210. Cây tiếp theo đây ạ. Cây cực kỳ đẹp luôn, dáng uốn éo nắt néo luôn. Dáng uốn éo nắt néo nha các bác nhá.
Đây, cây này cây đẹp này, dáng cực kỳ xinh luôn. Trồng trong chậu 55-60 nhá các bác nhá. Trồng trong chậu 55-60 đây ạ. Đây là bệ của nó này. Bệ của nó này. Nhiều bác các bảo là đo vanh, nhưng thực ra đo vanh cái này rất là khó đo. Vanh bọn này có tầm 40 thì dáng là dáng có lắt léo. Dáng nó có lắt léo, nó không ấy ạ. Đây ạ. Rất là khó để đo vanh, cái hàng này thì bán theo chậu thôi. Cứ chậu như này, tặng cây chậu như này sẽ là 2.5 triệu một chậu. Đây các bạn nhìn này, cái cây này rất là đẹp này. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210 thôi em. 0911451210, cây cực kỳ xinh luôn. Em quay có phải cây nào cũng quay đâu. Cây nào mà đẹp đẹp bắt đầu mới lại quay. Ủa, đây con này đẹp này. Con này đẹp. Đây, con này đẹp này. Con này gốc của nó rất là hay, không biết có phải là em mắt em nhìn nó đẹp, mắt mọi người thấy xấu. Đây em thấy cái này đẹp, em quay cho mọi người này. Đấy. Bệ rễ của nó này. Bệ rễ của nó rất là đẹp luôn. Cây khế này này trồng trong nhà ấy. Trồng trong nhà nó vừa là cây cảnh, vừa là cây ăn quả, vừa là cây phong thủy nhé các bác nhá. Vừa là cây cảnh, vừa là cây ăn quả, vừa là cây phong thủy. Tại sao em lại nói thế? Cây khế rất là sai hoa. Những cái cây mà sai hoa, sai quả nên tượng trưng sự sung túc và đủ đầy. Giống như cây sung ấy, nó tượng trưng sự sung túc đủ đầy. Cây khế này là nó gắn liền với hình ảnh nông thôn Việt Nam từ những năm từ những năm của thế kỷ trước cơ. Những năm 50, 60 gắn với hình ảnh nông thôn của Việt Nam. Có rất nhiều, nó còn đi vào thơ ca rồi các cái bài văn học nữa cơ. Nó tượng trưng cho tình cảm gia đình ấm áp đấy. Cái cây khế nó mang rất là nhiều ý nghĩa luôn. Cây này thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210. 0911451210 ạ. Cây này nó còn tượng trưng, cây này nó còn tượng trưng cho tình cảm gia đình, tượng trưng cho sự sung túc đủ đầy đấy. Nó gắn liền với hình ảnh nông thôn Việt Nam từ những thế kỷ trước cơ. Nó đi vào rất là nhiều bài hát, bài thơ ca là quê hương là chùm khế ngọt đấy, cây là khế ngọt nhá. Quê hương là chùm khế ngọt rồi các thứ đấy. Rồi có những cái sự tích về tình anh em ấy, ăn một quả trả cục vàng đấy. Cái cơ, nên là từ cái tích đấy mà người dân Việt Nam mình hay có cái tín ngưỡng là trồng cây khế trước cửa nhà thì cứ auto là giàu thôi. Cây rất là đẹp luôn. Rất là đẹp này. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo cái hàng này nhá. Hàng này bắt đầu mới là hàng bói hoa. Bây giờ các bác mua thì bây giờ là các bác chơi thì bây giờ luôn, là bắt đầu bói hoa nha mọi người nhá. Có những cây nó ra rất là nhiều hoa, có những cây bây giờ nó mới bắt đầu bói như này ạ. Có những cây bắt đầu nó mới đang bói như này. Nó bói hoa thì các bác chơi từ bây giờ cho đến Tết luôn. Hoa nó sẽ ra và nó sẽ đậu quả từ bây giờ đến Tết ạ. Đây ạ, hoa đây ạ. Và có một số bạn hỏi là làm thế nào để ép cho khế nó ra quả. Thì cây khế này người ta trồng, cây khế là người ta trồng ở dưới đất. Bắt đầu đến tháng 7, tháng 6 là người ta lên chậu. Tại sao lại lên chậu vào tháng 7, tháng 6 mà khi thời tiết đấy thời tiết nắng mà lại lên chậu mà không chọn thời tiết khác? Thì tầm đấy bắt đầu người ta vào chậu thì sẽ bán được kịp lứa Tết nhá. Và khi người ta mới vào chậu ấy thì tất cả các cây là đều phải bọc. Khi vào chậu ổn định được một thời gian là đều phải bọc vải xung quanh cây. Tại sao phải bọc vải? Để tránh cho cây nó ra quả sớm. Bọc vải là tránh để cho cây nó ra quả sớm, là người ta ép không nó cho nó ra quả sớm. Trong suốt quá trình trồng, trong suốt mấy tháng mùa hè, 3 tháng mùa hè là phải bọc vải nhá. Bắt đầu từ tháng 8, tháng 9 âm bắt đầu mới tháo cái vải ra. Thế trước là lúc mà mình quay cái vườn này cách đây vài tháng là tất cả các cây là bọc vải từ gốc cho đến ngọn luôn. Bọc vải xung quanh thân của nó ấy. Bắt đầu tháng 8, tháng 9 bắt đầu mới tháo cái vải đấy ra và tiến hành để bắt quả. Và kỹ thuật bắt quả thì như sau. Kỹ thuật bắt quả là các bạn để cho khế khô khoảng 2 ngày đến 3 ngày các bạn không tưới, cho lá nó hơi héo héo xuống. Khi nào mà nó héo rồi bắt đầu các bạn tưới lại cho nó lượt nước. Tưới cho nó nước rồi xong bắt đầu các bạn lại để héo thêm một lượt nữa. 2 ngày không tưới. Xong các bạn lại tưới cho nó. Xong lại để héo 2-3 ngày, là như thế khoảng 3 đến 4 lần là cây nó sẽ đậu hoa đậu quả nhá. Và nó sẽ ra đậu hoa, đến khi nó ra hoa rồi thì các bạn cứ tưới bình thường thôi. Khi nó đậu được hoa rồi thì cứ tưới bình thường thôi. Mục đích của mình làm như thế thì là nó sẽ ra hoa từ bắt đầu tháng 9.
bắt đầu đến tháng 9 âm thì nó ra hoa này, thì nó quả nó sẽ đậu được vào tháng 12 thì là nó sẽ chuẩn Tết. Tức là chuẩn Tết thì bạn sẽ bán được nhiều, vì hàng khế là chủ yếu sẽ là bán vào dịp Tết cho mọi người về chơi Tết đi. Còn nếu mà mình không ép hoa ép quả thì để tự nhiên thì nó sẽ ra lung tung, nó sẽ ra lung tung, tức là người nó thích ra lúc nào thì nó ra, là nó thích hết quả lúc nào thì nó hết, thì nó ra lung tung thì sẽ không được kịp chơi Tết. Còn nếu mà các bạn nào mà mua về trồng chơi ở nhà thì nó thích ra lúc nào thì nó ra, không quan trọng. Nên là vườn là ép như thế để cho ra kịp nửa Tết để bán Tết, vì Tết là người ta hay mua cây cảnh về để trưng trong nhà mà, thì cây khế là cũng là một sự lựa chọn. Nhất là những bác mà chuẩn bị về nhà mới rất hay mua khế luôn. Cây khế tượng trưng cho sự sung túc đủ đầy, gia đình ấm no hạnh phúc đấy. Đó, cây khế đó, đấy là ý nghĩa của cây khế. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210. Khế này trồng thì nó sẽ sai trúc từ gốc đến ngọn luôn. Hàng này em bán là 2.5 triệu một cây nha các bác nhá. 2.5 triệu một cây. Không biết bác nào đang gọi điện cho em. Đang phải quay lại còn tìm cái đẹp cơ. Hôm nào nó gọi điện cho mình nhỉ? Quay cái này nhá. Con này đi. Nói chung là cây nào nó cũng đẹp như cây nào, nhưng mà mình cây nào mình thấy đẹp thì mình quay trước. Cây nào đẹp ít thì mình quay sau. Nhưng mà mỗi người thì lại một sở thích khác nhau ấy. Này em cứ quay thôi. Cây nào em cảm giác là đẹp thì em quay nhá. Đây ạ. Cây rất là đẹp nhá. Cái thằng này trồng trong chậu 55-60. Bệ của nó, bệ rễ của nó vanh phải tầm 40 đấy ạ. Bệ rễ của nó vanh tầm 40 đấy. Khế là khế ngọt nhá. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày đấy ạ. Ngày xưa thì nhà nào cũng trồng 1-2 cây khế ở nhà, ở sân, ở vườn ấy. Đất rộng, vườn rộng, sân rộng. Là các cụ cứ hạ thổ cây khế chua và cây khế ngọt ấy. Cây khế chua để lấy lấu canh chua, mà khế ngọt thì ăn rất là ngon. Ngày xưa nữa có quả khế là vồ nhau, tranh nhau luôn ấy. Bây giờ nhiều loại hoa quả quá mà điều kiện của mình nó cao nên là người ta ít ăn khế hơn. Cây này thì bây giờ thì phù hợp với trồng những cái bạn. Tại sao mà bây giờ người ta xu thế người ta sẽ trồng hàng bonsai như này? Ngày xưa thì mới có đất nhiều, nhà nào cũng 300m hoặc 1000m mới ở 2000m, thì bây giờ mỗi nhà chỉ có 60m² hoặc 70m² hoặc 30m² thôi. Thế nên là những cái cây khế bonsai trồng chậu này là sự lựa chọn rất là hợp để cho các bạn để ban công. Các bạn cây này các bạn có thể để ở ban công phòng thờ, ban công phòng các phòng ở chung cư các bạn cũng thể đặt được. Chậu cây này rất là vừa tầm. Kích thước chậu của nó chỉ 55 cm, 55-60 thôi. Các bạn để ban công chung cư cũng rất là ok. Hoặc là cây này rất là phù hợp cho bạn để ban công phòng thờ nhá. Để ban công phòng thờ rất là ok đấy. Hoặc để sân vườn nhỏ rất là phù hợp. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210. Cây khế này là vừa là cây ăn quả, vừa là cây cảnh, vừa là cây bonsai và vừa là cây phong thủy nhá. Cây khế tượng trưng cho sự sung túc đủ đầy, may mắn, tượng trưng cho tình cảm gia đình ấm êm hạnh phúc. Đó là cây khế. Đây, cây rất là đẹp luôn. Em quay từng cây một đấy. Bác nào ưng cây nào các bác chốt đơn chuẩn màn hình gửi Zalo, số điện thoại em là 0911451210 giúp em. Cảm ơn các bác đã thả tim thả like. Các bác ơi, mỗi người xem like thả tim thả like cho em nhá, ủng hộ em Thủy nhá, tăng tương tác lên. Lâu lắm mà chẳng thấy bác nào tặng sao nhỉ. Này, đẹp chưa? Quá đẹp luôn nhá. Nó sẽ ra cây như này bao nhiêu ca? Anh Dương Lưu ơi, cây như này em bán là 2 triệu rưỡi một cây nha anh nhá. 2 triệu rưỡi một cây. Cây này là rất là vừa tầm. Đây là khế ngọt đấy mọi người nhá. Cây này là rất là vừa tầm, phù hợp cho các bác trồng ở đâu. Các bác trồng chung cư này, các bác trồng ban công này, các bác đặt ở đâu cũng vừa vị trí. Cây này nhà em làm, cái cây này là cực kỳ vừa tầm luôn, phục vụ tất cả mọi yêu cầu của khách hàng. Ngày xưa thì các bác mới có nhiều đất để mà trồng hạ thổ đất, còn cây này là dành cho những bác nào mà nhà các bác vườn chật, các bác không có vườn, các bác có thể trồng cây này, trồng ở ban công được nhá. Khế này là khế ngọt nha các bác nhá. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại em Thủy là 0911. Con này cực kỳ đẹp này. Bắt đầu ưng cây nào các bác nhớ nhá. Ưng cây nào các bác chụp ảnh màn hình lại cho em. Bác ưng cây nào các bác chụp ảnh màn hình gửi Zalo, số điện thoại em là 0911451210. Các bác nhớ chụp ảnh màn hình lại cho em nhá. Quê hương là đường đi học. Đây ạ.
này đẹp này. Con này tán 2 tầng 8 nhá. Đây. Đây, 2 tầng 8 này. Đây là một tầng này. Thân cây cái này là tầng dưới này, là 2 tầng này. Cực kỳ đẹp luôn và nó uốn. Con này cực kỳ đẹp luôn nhá. Bác nào ưng chốt đơn cái này cực kỳ xuất sắc luôn các bác ơi. Bác nào ưng thì các bác chốt cái đơn cái này cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn. Cây là 2 tầng 8 cực kỳ đẹp và xuất sắc. Đây. Các bạn nhìn này, bệ rễ con này cực kỳ đẹp và phê luôn. Đây. Rễ lổi này. Đây. Rễ lổi này. Những cái hàng hàng khế này là làm thủ công từ lúc nhỏ chứ không, đây là hàng kỹ, hàng thủ công cực kỳ thủ công nhá. Làm uốn éo tay cành của nó từ lúc nhỏ. Mình phải uốn éo từ lúc nhỏ đấy chứ không phải để nó lớn mình mới uốn éo đâu. Để nó lớn thì không làm gì được, không uốn éo được. Đây. Đây. Rất là đẹp các bác ơi. Đấy, đẹp chưa các bác ơi? Cây này cực kỳ đẹp đấy, cây này cực kỳ xuất sắc này. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuẩn màn hình cho em ạ. Cây này uốn éo cực kỳ đẹp luôn mà nó lại 2 tầng 8 luôn. Cây này vừa uốn éo đẹp vừa 2 tầng 8 nhá. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuẩn màn hình khế này. Coi như là cây này cực kỳ đẹp luôn. Cây này đẹp này, 2 tầng 8 này, 1 tầng này. Phía trên là 2 tầng này. Đấy, uốn éo chưa? Cây này em bán, em thủy bán chỉ 2.5 triệu một cây các bác nhá. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuẩn màn hình gửi Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 với em. 0911 451 210. Ôi đẹp chưa? Phê chưa? Đấy. Em bán đồng giá là 2.5 triệu một cây nhá. Cây này là cây đẹp đấy ạ. Cây này là cây đẹp. Bác nào không chốt cái này hơi bị đáng tiếc luôn. Con này đi, con này đẹp này. Khế thì cây nào sẽ đẹp nhỉ? Cây khế này. Con này vanh của nó tầm 50, 50 60 luôn ấy. Này, bác nào được hỏi vanh này, vanh nó đẹp luôn. Cây này trồng trong cái chậu 60, 55 60 nhá, vừa các bác trồng ở chung cư cũng vừa mà các bác trồng ở phòng khách phòng thờ, ban công phòng khách phòng thờ hoặc là các bác để ở sân vườn, nói chung là đều phù hợp. Có rất nhiều vị trí để đặt nó luôn. Mà bây giờ không cần phải Tết các bác mới mua cây cảnh. Tết các bác mới mua thì các bác chỉ được chơi mấy hôm Tết thôi. Mua luôn từ bây giờ về chơi hoa luôn từ bây giờ đi các bác ơi. Mua từ bây giờ là các bác chơi từ bây giờ đến cuối năm luôn. Vì cây khế này nó sẽ ra hoa từ bây giờ và đến cuối năm thì quả nó sẽ to và chín. Thì các bác mua từ bây giờ đi, bây giờ không cần cứ phải Tết mới chơi hoa cây cảnh đâu. Cùng là 2 triệu rưỡi các bác mua bây giờ, 2 triệu rưỡi mà các bác để đến Tết nó cũng 2 triệu rưỡi. Mua từ bây giờ thì về được chơi hoa luôn. Tết là băng tăng giá 3 triệu à? Tết cái loại này không còn. Đấy. Bác nào mua hàng thì inbox vào Zalo cho em nhá. Inbox Zalo số điện thoại em là 0911 451 210. Cây rất là đẹp. Cây này đẹp luôn đấy. Này. Úi xời ơi, tuyệt vời. Ôi, vẫn còn rất nhiều cây đẹp. Cây này thì bây giờ mới ra hoa mà chùm ở đây. Bác nào mua hàng thì qua Zalo với em nhá. Qua Zalo đi. Thôi, quay thế thôi. Quay nhiều loãng. Mai lại quay tiếp. Bác nào ưng, bác nào mà muốn quan tâm thì các bác cứ qua Zalo thì em lại gửi ảnh nhá. Bởi vì các cây này em đều chụp lại hình ảnh hết rồi. Các bác qua Zalo thì em lại gửi hình ảnh cho các bác để các bác chọn nhá. Đây ạ. Cây này rất là đẹp này. Đấy, cây này rất là đẹp này. Khế ngọt nhá. Cây khế là vừa là cây cảnh này, vừa là cây bonsai này, vừa là cây phong thủy này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Con này bệ rất là đẹp này. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuẩn màn hình gửi Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 cho em.
Em xin phép tắt like đây, em đang quay sung đây. Quay phải được 20 cái khế rồi nhỉ. Đấy. Bắt đầu ưng thì chốt đơn cho em nhá.